Anh không nói đùa chứ? Không. Anh vẫn tỉnh táo chứ? Kịch bản của cô không bán cho người tỉnh táo à? Không, ý của tôi không phải như vậy. Kịch bản của tôi dĩ nhiên là không bán cho những người không không, mà là ý của tôi là kịch bản của tôi sẽ bán cho những người không tỉnh táo. Hình như là tôi lại nhầm rồi thì phải. Chắc là Thôi, tôi cũng biết là nhan sắc của tôi sẽ khiến cho đối phương hồn điên phách đảo. Nhưng tôi không ngờ rằng biên kịch như cô mà lại cũng như thế. Không thể cưỡng lại được. bớt ảo tưởng dùng này đi đại ca. Thật ra là ý của tôi là tại sao một người diễn viên nổi tiếng như anh mà lại chọn sản phẩm của tôi, một biên kịch không có một chút tiếng tăm hay là tài cán gì? À, bởi vì tôi chọn người phù hợp chứ không phải chọn người. Chưa chắc các đề cương khác của cô đã phù hợp với tôi. Anh đúng là vui tính thật đấy. Nhưng mà dù sao thì tôi cũng phải cảm ơn điều kiện ràng buộc của anh. Cô đừng vội mừng. Tôi chọn cô tham gia chi tiết với các phần tiền kỳ và hậu kỳ là bởi vì tôi muốn cô đảm bảo cho tôi một việc. Việc gì? Đưa chính con người thật của tôi vào kịch bản. Cho nên cô cần phải theo sát tôi và khai thác triệt để con người của tôi. Anh Vi Nam này, hình như là anh quên mất tôi là biên kịch của phim truyền hình, chứ không phải là viết phim ký sự tài liệu với nhân vật nhỉ? Tôi không cấm cô hư cấu tình huống, lãng mạn hóa hoàn cảnh. Cho dù có tệ thế nào đi chăng nữa, thì chẳng lẽ cô không xây dựng nổi tính cách nhân vật cho phim của mình hay sao? Thảo nào. Được, tôi đồng ý. Làm cái gì mà lâu thế? Mày nấu mì hay là tụng kinh Moran đấy hả? Ui trời ơi, có mỗi ai bắt mì thôi mà cũng lâu. Tao tưởng là mày nuốt nước miếng nào rồi chứ. Tao mà thèm đỏ nước miếng vì cái tên không biết phong tình là gì đấy á. Này, thế thì tại sao mà cứ bám người ta mãi không buông? Để đến lúc ý, bị ngã chỏng gọng ra rồi thì mới tỉnh hồn ra. Khai thật đi, lúc ôm người ta ấy, cảm giác thấy như thế nào? Thì lúc đó cũng cảm thấy hơi xốn xang rồi xao xuyến, cũng hơi sỗ sàng một tí. Trời ơi, thế mà có đứa từng nói với tao là nếu như mà trai đẹp mài ra ăn được ý, thì sẵn sàng đem hy sinh thân mình để cho gần 100 triệu dân nước ta được no ấm cơ mà. Này, khéo có khi á, cái củ này mài ra ăn được đấy. Mà không những thế nhá, lại còn đạt đủ KPI của mày nữa cơ. Hai con tôm cơ mà. Hai con tôm đâu? Ôi trời ơi, nó đâu rồi? Này, những cái lúc như thế này ấy, tốt nhất là mày không nên nhìn thấy những hình ảnh có cặp có đôi. Như thế càng tan nát cõi lòng thôi. Mày còn dám kiện tao được cơ à? Bây giờ bây giờ mông của tao vẫn còn đau vì cái tên vô tình đó rồi ấy này. Này, rõ ràng là anh ta là diễn viên nổi tiếng, là hàng thực phẩm đấy. Sao mày lại không có tí tình ý nào nhỉ? Sao xuyến chỉ là nhất thời, còn không có tình ý mới là mãi mãi. Ê, bà này. Sao? Có phải là tim mình đập mạnh là phản ứng sinh lý bình thường khi chạm vào người khác giới đúng không? Đặc biệt là trai đẹp. Chính xác. Mà chẳng hiểu sao hắn ta chẳng có một cảm xúc gì với tao, như là một người mẫn cảm về phái đẹp vậy. Thì có thể là trong mắt anh ta mày không đẹp, có thế thôi mà cũng phải hỏi.
Mày có từng nhớ là tao đã từng nói gì với mày không? Mày nói nhiều như thế ai mà biết được bây giờ mày muốn nói gì? Tao đã từng nói với mày là nếu như ai mà chê tao xấu thì tao có thể tương thẳng cái dép vào mặt để cho người ta biết là tao không những xấu mà còn ác nhé. Đấy là câu nói hồi trẻ trâu thôi. Bây giờ thân phận là cái gì rồi mà còn ăn nói kiểu đấy hả? Ê xê. Bây giờ cho dù có là đại thi hào thì tao vẫn chiến. Cho tao xin. Nhưng mà này, dù sao ấy thì người ta cũng cho mày cái cơ hội để tạo danh tiếng trong nghề rồi. Mà cũng có thể hai người là chị em, cho nên là hắn ta không tiết nổi cái hormone oxytocin với mày thì làm sao? Chị em? Ngu của anh ta có thể là con trai, cho nên là mới vô cảm với mày. Chỉ nói đùa nhà ngươi như vậy thôi. Thế mà nhà ngươi cũng tìm bằng được quả lệ chi cho ta à? Người vui là nô tài cũng vui rồi. Ngươi khéo tay thật đấy. Dạ thưa công chúa, thần đã mạo phạm khắc tên của người và tên của thần lên trên đó. Dạ mong công chúa điện hạ tha tội. Tê tê chanh chân. Không ngờ hai cái tên của chúng ta ghép lại với nhau lại đẹp thế này. Chanh chân chanh chân. Đẹp thật đấy. Chanh chân. Chanh chân. Kìa, công chúa điện hạ, cẩn thận cảm ngã đấy. Này, dậy đi, dậy nhanh lên. Chờ đánh tránh giấc ngủ. Nói dài thành ngữ tục ngữ rồi, dậy đi nhanh lên. Tao bảo cái này, nhanh lên. Chuyện gì? Tao vừa mới mơ thấy tên Vi Nam. Chưa gì mà đã tương tư người ta này. Mê thai, mê trai đầu thai mà hết. Nhưng mà trong hình ngày thầy giám. Cái gì? Thầy giám á? Hay là bình thường tao nghĩ về giới tính của hắn ta nhiều quá, thế là cho nên đêm ngủ mơ giấc mơ kinh hoàng thế nhở? Này, nhưng mà thế thì có gì mà sợ mà mồ hôi đầy này. Tao nói cho mày biết nhá, cái đấy ấy là giấc mộng báo tin chứ không phải là bị ám ảnh đâu. Không đâu, nhưng mà nói ra thì cũng phải nói vào. Cho dù hắn ta có làm tao ê mông thật đấy, nhưng mà cũng không thể nào phủ nhận được cái độ chuẩn men của hắn ta. Thế thì đã trải nghiệm chưa mà biết là người ta chuẩn men? Thế tao hỏi mày nhá, thế bây giờ mình đi mua trứng vịt, thế chẳng lẽ bây giờ để kiểm tra bên trong xem có nhiều lòng đỏ hay không thì người ta phải đập hết cái quả trứng vịt đấy ra? Nếu bây giờ đập hết mà không mua thì có phải là bị táng vô mặt không? Thế thì phải như nào? Phải quan sát. Quan sát cái gì? Quan sát trứng vịt. Con này, mày có tin là tao cho mày răng môi lẫn lộn không? Thì tao bảo mày nhá, bây giờ lựa xem cái quả trứng vịt đấy có nhiều lòng đỏ hay không thì chúng ta cần phải tìm xem cái quả trứng nào có hình tròn này, có màu ngả sang màu xanh này, thay vì mình chọn những cái quả trứng thuôn dài và màu trắng, đúng không? Rồi, để tao rút kinh nghiệm đi chợ. Nhầm. Bây giờ tao không muốn trở thành chuyên gia dinh dưỡng đâu. Quay lại cái vấn đề chuẩn men của hắn ta đi. Nhanh lên. Mà người ta chuẩn hay không chuẩn thì liên quan đách gì đến mày? Con dở hơi này. Nhưng mà đứng từ xa thì vẫn cảm nhận được sự chuẩn men toát ra từ ông ấy. Đến ngay cả bản thân của mình thì cũng phải dùng 7 phần công lực thì mới có thể kìm được sức hút đó. Thì làm sao hắn ta có thể yêu đồng tính chứ? Có mày là con dở hơi ấy. Muốn đi. Keo này hơi lâu khô nên anh chịu khó chờ một chút.
tôi biết rồi. Mà đừng sờ nắm linh tinh nhá, kẻo nó lại rơi ra đấy. Giả là móng sói này thì cứ khô là được đúng không? Anh ở bên đây chờ keo khô, em qua kia làm cho diễn viên phụ. Ừ. Ôi, móng mảnh thế này thì thôi, được rồi, để em đút cho anh ăn. Thôi, không cần đâu, lát nữa khô rồi thì anh tự ăn được. Không được, anh ăn uống kiểu đấy là hại đến dạ dày lắm. Nào, để em đút cho anh. Mà em bảo này, cái cô biên kịch Lan Anh ấy, em thấy cô ta chả có tiếng tăm gì cả. Bây giờ em cứ sử dụng kịch bản của cô ta ấy, chả khác nào hạ thấp level của mình cả. Em thấy chả hợp lý đâu anh ạ. Em có biết là vì sao anh làm phim nào cũng thành công không? Thì do tài diễn xuất của anh quá đỉnh chứ còn gì nữa. Không phải. Nếu anh diễn hay mà kịch bản tệ thì cũng không thể nào thành công được. Nếu mà theo anh nói thì phim hay hay không chủ yếu là do kịch bản á. Đúng vậy. Cho nên là em đừng quan tâm quá đến cái việc là anh chọn biên kịch viết riêng cho mình. Em đâu có phải thế đâu. Chết rồi, em vô ý quá. Anh khát nước à? Đây đây, có nước đây, anh uống đi này. Em xin lỗi. Không biết làm sao hôm nay tay chân em hậu đậu thế. Cần đâu, tôi tự làm, keo cũng sắp khô rồi. Thôi được rồi, mọi thứ em để đây nhá, anh tự xử nhá, em đi ra ngoài này. Này, bỏ tay ra, tôi đụng vào trước thì nó là của tôi. Anh trai à, bạn của tôi rất là thích chiếc ốp này. Anh có thể nhường nó cho tôi để tôi mua tặng bạn tôi được không? Tôi cũng thích chiếc ốp này. Vậy thì tôi phải nhường cho cô. Nhưng mà đây là ốp của con gái mà. Luật nào cấm con trai xài đồ con gái vậy? Này, tôi là luật sư đấy nhá. Cô bỏ tay đây đi, đừng có mà làm nhằn của tôi. Này, chẳng phải là người ta bảo là lên đi first hay sao? Chẳng lẽ anh không nhường con gái được à? Người ta cũng là con gái mà. Ở tí là lấy quyền phụ nữ ra nói. Sao hay thế? Hồi chiều suýt chút nữa thì tao cũng mua một chiếc như thế này tặng mày luôn ấy. Suýt là sao? Thì tự nhiên chậm tay hơn người ta có không phải có một giây thì là game over. Thế có nghĩa là số mày chưa phải mất tiền vì tao. Chúc mừng nha. Ôi, nhưng mà này, ai tặng à? Mua cho ai tặng? Trên đời này người mà có thể rút tiền túi ra để chi cho em ấy chỉ có mình anh này thôi. Được tặng mà tại sao cái khuôn mặt còn sượng hơn cả củ khoai bị sùng thế kia. Hay thật mau. Thôi, ta đi tắm đây, người ngậm bẩn thỉu rồi nhá. Này, cậu xem hợp đồng thế nào rồi tuyển trợ lý mới cho tôi. Sao đấy? Tôi thấy Tú Linh làm vẫn ok mà. Sao lại thay? Bảo thay thì cứ thay đi. À, ấy à, hóa ra là được người ta ái mộ, xong rồi tay chân lúng túng quá không chịu được, cho nên là mới kiếm cớ đúng không? Này, hay như này. Trái tim em đang hỗn độn, sao anh lại cứ lộn xộn cấn vào thêm? Ngại chết đi được. Này, nếu
như em thích ấy, thì anh sẽ để em dưới sự bình yên của ba tấc đất nhá. Anh có việc phải ra ngoài à? Cô đến thì phải hẹn trước chứ. Tôi có hẹn rồi mà, nhưng mà anh không nghe máy. Thì ra là dành cho bằng được, là để tặng bạn trai. Để tình chị em với nhau, tôi xí xóa lần này cho đấy. Ơ nhưng mà giữa hai người bọn họ, thực chất ai là công, ai là thụ nhỉ? Này, cô dùng cái ánh mắt đó là sao đấy? Ừ, mà này, tôi cứ ngờ ngợ hình như là tôi gặp anh ở đâu rồi thì phải ấy. Quên rồi thì tốt. Này, thái độ của cậu nói chuyện với đồng nghiệp như thế à? Này, đừng bảo cậu nói với tôi là đây là biên kịch Lan Anh của cậu nhá. Nói cho chuẩn xác vào, ai là của tôi? Trời ơi, người ta hơn dự kia. Mau hút giận đi. Nói là chị em là của anh. Nói đi. Kìa, nói thế. Bây giờ người ta làm việc cho ông thì tôi chẳng bảo là người của ông thì là đúng cái gì nữa. Người ta là con gái, cứ phản bác cái thôi. Mình phản bác cái gì? Tôi nói đúng không Lan Anh? Theo chúng tôi ra quán làm việc. Nhìn cũng đẹp mắt thật. Đúng là đồng vợ đồng chồng, cho nên làm việc không một chút xung đột xảy ra. Có nên đưa sự thật giới tính này của anh ta vào phim không? Nếu mà đưa vào thì cốt cách nhân vật không thể giữ như cũ, sẽ ảnh hưởng đến nội dung. Còn nếu không đưa vào thì lại vi phạm thỏa thuận. Thật là khó nghĩ quá đi mà. Sao lại ngồi bên đấy? Đang lời về bên này cơ mà. Sao vậy? Chúng tôi làm phiền cô sáng tác à? Không, tôi muốn sang bên đó ngồi để cho hai người có thể thoải mái với nhau. Thoải mái? Tìm thấy rồi. Bà xem này, đợi tôi thu thập đầy đủ bằng chứng ấy, rồi tôi trả Vi Nam cho nhé. Sao lại có cảm giác như xài chung chồng vậy ta? Anh thì 357, tôi thì lại 246. Chủ nhật họp mặt gia đình tổ chức picnic à? Vì nào, tôi theo làm cho anh ấy cũng chưa lâu, nhưng mà không có công thì cũng phải có cán. Vậy mà anh dám tìm cách để tống cổ tôi đi như thế à? Tôi nói cho anh biết, con này ấy đã muốn làm cái gì phải làm cho bằng được. Tôi không dụ dỗ anh bằng cách này thì sẽ có cách khác thôi. Nhất định tôi sẽ khiến anh trở thành người đàn ông của tôi, điều khiển anh, sai khiến anh. Cuối cùng cũng xong, không làm phiền giờ của anh chứ.
cô có thích cài châm không? Hả? Tôi hỏi là cô có thích cài châm không? Thời buổi này ai còn cài châm nữa. Với lại tôi ngang tàng như thế này không thích cài châm đâu. Thế tôi và cô, chúng ta đã gặp nhau khi nào chưa? Chưa. Nhưng mà tôi thì gặp anh trước rồi đấy. Bao giờ? Trên phim ấy. Này, có quà tặng cho anh. Cái gì vậy? Sao lại tặng quà cho tôi? Anh nhìn xem cái cách ăn mặc của anh đi. Màu sắc... Làm sao? Trông nó quá tối. Nó không phù hợp với luật sư Huy. Tôi làm sao mà lại phải ăn mặc phù hợp với cả cậu ta? Thì tôi thấy hai người làm việc với nhau như một cặp bài trùng. Mà bây giờ anh và anh Huy đều ăn mặc nó bị tương phản lẫn nhau. Trông nó cứ nghịch lý và nó khó nhìn. Thế cách ăn mặc của chúng tôi nó ảnh hưởng đến cảm xúc sáng tác của cô? Không hẳn là như thế. Nhưng mà bây giờ nếu như mà mình thấy cái đẹp thì chắc chắn là cảm xúc của mình sẽ tuôn trào hơn. Có khi tôi nhìn vào đấy tôi có thể nghĩ ra được những ý tưởng hay cho bộ phim của anh. Người đẹp như vậy thì cũng phải biết phát huy lợi thế của mình chứ. Giờ tôi mặc vào mà cô không cho ra những ý tưởng hay thì biết tay tôi đấy nhá. Chưa được. Bây giờ em không thể nói cho nó là em có người yêu mới chỉ sau một tháng bị đá được đâu. Không phải là em sợ nó, mà là em sợ cái kiểu giảng đạo của nó ấy. Anh chưa nghe thì thôi, kinh khủng cực ấy. Thì cũng tại anh chứ tại ai. Ôi dồi, nó về đây, em tắt máy đây nhá, thế nhá. Về rồi đấy à? Sao mệt mỏi thế? Chưa hỏi được anh ta à? Nhấp môi biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa mở mồm ra nói được. Đã thế ngày hôm nay còn phát hiện ra một sự việc vô cùng đặc sắc nữa cơ. Đặc sắc như nào? Kể tao nghe. Mày xem, người ta cầu hôn với nhau luôn rồi. Rõ ràng như thế rồi, nhưng mà tao chẳng nói được một cái lời nào cả. Mày có ngang trái không? Cũng có một tí gọi là trái ngang. Hay là như này đi, nếu mà không nói thẳng được ý, thì nhắn tin hoặc là gửi mail đi. Thôi, tao nghĩ là đợi đến khi nào giao lưu với fan của ông ấy, tao mượn rượu tao nói thẳng luôn. Nhưng mà nhớ là mượn rượu để làm việc, chứ không phải là mượn rượu để mà bẻ thẳng người ta đâu đấy nhá. Con nhỏ này, câu đầu tiên mà mình nói nghe được, câu sau mình đứng vào mặt nhở. Đứng lại không? Tôi xin lỗi, tôi cũng không ngờ là trưởng fan club lại có thể thay đổi giờ sớm đến thế. Hay là bây giờ thế này đi, mọi người cứ đến bữa tiệc trước. Tôi ở đây đặt phòng, sau đó sẽ nhắn số phòng cho mọi người. Chút nữa xong bữa tiệc tôi sẽ đến sau. Không cần đâu. Cô sắp xếp bữa tiệc, xong cửa đó chờ đi. Dạ vâng ạ. Tôi xin phép đi trước ạ. Cô thích cậu ta à? Là gì có. Thế sao nhìn cậu ta có vẻ thèm thuồng thế? Đây không phải gọi là thèm thuồng mà là thích thú. Anh không nhìn thấy là cậu ta và anh đang mặc đôi với nhau. Thế cái áo này ai mua? Thì là tôi mua. Nhưng mà tôi có bảo là anh mặc xấu đâu. Chút nữa ở chỗ kia rất hỗn độn, rất đông người. Nhớ bám chặt tôi đấy nhá. Mà
anh không có người yêu. Chắc là tôi sẽ đổ anh vì cái câu nói vừa rồi đấy. Cô nghe thông tin ở đâu mà bảo là tôi có người yêu? Thì có thể là tôi nhầm. Tôi kiểm tra lại. Nếu kiểm tra lại tôi vẫn chưa có người yêu thì cô sẽ đổ tôi thật chứ? Đấy là cô vừa nói đấy nhá. Chúng ta đi thôi. Ta không thể chịu đựng ôm nỗi tương tư dày vò thêm nữa. Đành phải kết thúc ở đây thôi. Nam Tranh, ta yêu chàng, nhưng với thân phận này thì làm sao có thể an phận với một thái giám? Sai lầm. Sai lầm. Tất cả là sai lầm của ta. Chỉ vì ta quá yêu nàng nên ta đành chấp nhận giả làm thái giám để được vào cung hầu hạ nàng, được bên cạnh nàng. Đáng lẽ ra ta phải nói cho nàng biết ta là một nam nhân. Chàng nói sao? Chàng là một nam nhân. Gia môn vốn giàu có nên đã mua chuộc tổng quản công công để ta được vào cung hầu hạ bên người mà không cần phải tịnh thân. Ta biết đây là một tội lớn nên ta không thể để lộ thân phận cho nàng biết được. Nào ngờ ta đã hại nàng. Công chúa, ta đã hại nàng. Ta đã hại nàng. Lan Anh, Lan Anh, Lan Anh ơi, tỉnh lại đi, Lan Anh. Cô tỉnh rồi à? Sao lại nằm ngủ ở giữa trời lạnh thế này? Xương xuống, ốm đấy. Giấc mơ đấy là sao? Không phải thái giám, nhưng mà sao mình lại thế này? Lan Anh, cô sao thế? Lan Anh, Lan Anh, làm sao đấy? Có phải là tôi bị mất trí nhớ đúng không? Cho nên tôi không thể nào mà nhớ nổi anh. Có phải trước kia tôi và anh đã từng yêu nhau đúng không? Tôi chẳng hiểu tại sao mà khi anh ôm tôi lại cảm thấy đau tim thế này. Đến bây giờ cô mới có cảm giác đó à? Tôi thì có cảm giác đó ngay từ lần đầu tiên cô xuất hiện trước mặt tôi. Thế á? Đúng thế. Nên mới có chuyện chúng ta hợp tác làm việc cùng nhau. Lan Anh, rốt cuộc cô là ai? Anh ra đây từ khi nào thế? Không tham gia tiệc chiêu đãi nữa à? Vì không thấy cô nên tôi đi tìm thôi. Không ngờ lại ngủ ở đây. Đúng là xấu hổ thật đấy.
tự chuốc rượu say cũng để chờ thời cơ này. Làm việc thôi. Này, thật ra là tôi có một chuyện muốn nói với anh. Nhưng mà cái chuyện này nó hơi tế nhị một chút, cho nên... Sao? Cô nói tiếp đi. Mình làm sao thế này? Dặn dĩ lên, dặn dĩ lên. Có rượu trong người rồi, nếu mà người ta nổi giận thì cứ đổ thừa lần rượu nói. Quyết định như vậy đi. Tôi muốn hỏi anh, anh có phải là... Lan Anh! Ôi, sao bà lại ở đây? Ôi trời, tôi đi công tác cũng mấy hôm mà cũng gặp được bà ở đây nữa. Đi, đi về phòng tán gẫu với tôi đi. Tôi gặp bà ấy, quý như vàng ấy. Đi, 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 đi. Này, đã không uống được rượu rồi lại còn bày đặt này, đi say cùng với người ta. Tôi ấy, biết thân biết phận của mình nên tôi mới gọi ông đi để lãnh đạn thay này. À, ông hay lắm. Báo hại tôi ấy, vừa cầu hôn với bạn gái xong, chưa kịp mật ngọt với nàng đã bị ông lôi đi rồi. Phen này đám cưới tôi ấy, ông phải đi quà to ngay chưa? Được rồi, ông thích nhà tôi tặng nhà, thích xe tặng xe, thỏa mãn chưa nào? Hảo anh em. Này, chưa tỉnh rượu hay sao mà ngồi đây trông ngu người thế? Hôm qua không về à? Ừ. Này, tôi thấy cậu cũng buồn cười thật đấy. Vừa cầu hôn người ta xong, đã đi tòm tem ngay được. Ơ, tiếng chuông điện thoại của tôi mà. Ui giời, thế cũng cầm nhầm. Này, alo, tôi nghe đây. Vì Nam, anh là tên khốn nạn. Này, mới sáng sớm người ra cô nói cái gì đấy? Anh đã làm gì tôi ở phòng của mình? Giờ dở giọng đó hòng quất ngựa truy phong à? Tôi chết cho anh vừa lòng. Này, đừng có làm bậy. Cô ở yên đấy, tôi sẽ đến ngay. Này, đi theo tôi. Có chuyện gì à? Đến rồi nói, đi. Anh định chịu trách nhiệm như nào với tôi đây? Tại sao cô lại ở phòng tôi? Anh vẫn còn hỏi câu đấy được à? Rõ ràng anh gọi tôi qua phòng để cưỡng đoạt tôi. Sao bây giờ anh lại trả lời như thế? Nếu mà anh chối bỏ ấy, tôi sẽ công bố cho cả thế giới này cái hành vi bẩn thỉu của anh đấy. Thế ý của cô là em định cưỡng đoạt cô á? Này, cô có cần thiết phải nói toẹt ra như thế không?
Tôi không làm. Tôi tin anh. Hôm qua tôi không hề gọi cho cô. Tôi cũng không ngủ ở phòng này. Tại sao lại cưỡng đoạt được? Không là anh thì là ai? À, hôm qua Huy cũng không ngủ ở phòng này. Anh nói như thế, chả nhẽ anh đổ là tôi vu vạ cho mọi người à? À, tôi không có ý đó. Chẳng qua là vừa nay tôi mới nhận lại điện thoại của mình, thì tôi mới biết đây là phòng của tôi. Chứ còn hôm qua là tôi ngủ ở phòng bên cạnh. Cô xem có nhầm lẫn hay là mơ gì không? Anh nói thế, chả phải bảo là tôi bị mộng du và tự đi sang đây à? Tôi nói cho anh biết nhá, anh mà không chịu trách nhiệm vì hành vi của mình ấy, thì chắc chắn tôi sẽ công khai cái chuyện này ra cho cả thế giới biết đấy. Cô... À... Thì ra cô biết tôi sẽ trả cô về công ty, cho nên cô dùng thủ đoạn này để ràng buộc tôi chứ gì. Anh đừng có mà ngậm máu phun người. Tú Linh này, tôi nghĩ là trong chuyện này cô hiểu nhầm rồi thì phải. Hai người bọn họ ấy, không thể nào mà cưỡng đoạt cô được đâu. Sao lại như thế được? Mà cô đấy, cùng là phận đàn bà con gái với nhau. Cô đừng có lôi cái chuyện này ra để bảo vệ chén cơm của mình chứ. Cái này là tôi không bảo vệ. Tôi nói thật đấy. Thật? Thật cái gì cô? Thật ra là hai người bọn họ ấy, không có cảm giác với phụ nữ. Nếu không có cảm giác với phụ nữ thì làm sao mà có thể cưỡng đoạt cô được? Tôi nghĩ là bọn họ đang yêu nhau ấy. Này, cô hiểu cái cảm giác mà không có cảm giác với phụ nữ gì không? Là đang yêu nhau. Này, cô nói linh tinh cái gì đấy? Đến giờ này rồi mày còn giấu à? Thế cho nên ý, làm sao mà bọn họ có thể đến đây để cưỡng đoạt cô được? Trời ơi, cô để thật là... Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu. Thì cũng tại hai người có những hành động đáng ngờ, ai mà chẳng hiểu lầm. Chỉ vì cái chuyện mà cậu Huy, cậu ấy dùng nhẫn, cậu ấy mua cho người yêu để tỏ tình, cậu khoe với tôi. Thế mà cô cũng tưởng tượng được ra là cậu ấy tỏ tình với tôi, cầu hôn tôi. Công nhận là trí tưởng tượng của cô cũng phong phú thật đấy. Cho cô xin lỗi đi mà. Có phải cái chuyện tế nhị mà đêm qua cô muốn nói là về vấn đề giới tính của tôi đúng không? Thì cũng tại giấc mơ đó cả ấy. Cà thu! Lần này anh ơi, mày rủa tao chưa đủ à? Bị cảm đã nặng cả đầu rồi, còn thêm cái mồm của mày nữa. Nếu như không phải tại cái miệng ăn mắm dặm muối của mày phán đâu ám ảnh tới đó, thì làm sao mà tao có giấc mơ kỳ lạ đấy? Nếu như không có giấc mơ kỳ lạ đó, thì tao chắc chắn sẽ không suy nghĩ vớ vẩn về giới tính của anh ta. Tự nhiên tao lại bị bẽ mặt. Khiếp. Này, đổi họ Đỗ Tây Thừa lúc nào đấy? Mà này, không phải là mày nói với tao là cái lúc mà được anh ta ôm ấy, mày rung động mạnh mẽ lắm cơ mà. Sao không nhân cơ hội đấy mà tổng tấn công luôn đi? Chưa đủ xấu hổ hay sao mà lại còn xúi bậy? Theo như mà mày nói ấy, thì tao thấy có khả năng là anh ta crush mày rồi. Như thế thì mới bỏ qua cái lỗi lầm này dễ dàng như thế chứ. Có phải không? Thế mày đã thấy tao nói bừa mà sai bây giờ chưa? Chẳng qua là người ta đại nhân đại lượng, người ta không chấp nhận phụ nữ thôi. Tin hay không ấy thì tùy. Cái gì đấy? Nhìn nó giống thôi chứ không phải là nhẫn cầu hôn đâu. Mày đừng có mà giấu tao nhá. Mày có bạn trai từ khi nào mà mày giấu ghê thế ạ? À? Mày nói nhanh, bạn trai của mày tên gì? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Ở đâu? Hả? À, trình độ học vấn thế nào? Có vợ hay chưa? Hay là vẫn độc thân? Mà đặc biệt quan trọng, có nuôi cá coi không? Ôi thần linh ơi, cứu con! Này! Mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao mà, con danh kia!
nàng đi rồi. Thế gian này còn gì vui để ta lưu luyến? Chân, tranh, chân, trầm còn, người còn. Tiếng luôn đấy chứ. Mà mày mơ cái gì mà khóc kinh đấy? Tao mơ tao nhìn thấy mặt của công chúa. Công chúa nào? Công chúa yêu chàng thái giám hậu cần của mình ấy. Mày lại mơ thấy cái giấc mơ đấy à? Nhưng mà giấc mơ này lạ lắm. Làng công chúa đó có khuôn mặt giống hệt tao. Tha thu này, có phải là bình thường mày hay trêu tao, cái tên Vi Nam đó crush tao, cho nên tao mới tự nhận mình là công chúa trong mơ không? Không đâu. Sau chuỗi lại cái sự việc của mày với cả chàng diễn viên nổi tiếng đấy, thì tao thấy là cái giấc mơ này là báo mộng tiền kiếp của hai người đấy. Mày bất liêu trai lý trí một tí đi. Cái gì mà giấc mơ báo mộng tiền kiếp? Để biết là tao nói có lý hay không ấy, mày thử kiểm tra anh ta xem. Kiểm tra gì? Thì kiểm tra xem là ngực anh ta có vết bớt hình chữ T hay không. Biến thái thế, kiểm tra ngực á? Ừ, thì cứ đè ra mà cưỡng chế. Cách nào để nhìn thấy ngực anh ta đi? Nam giải thật mà. Anh uống nước này. Chết rồi. Trúng rồi. Trúng mục tiêu rồi. Ê, sảng sỡ trắng trợn thế này mất mặt lắm. Làm gì đấy? Muốn bê tôi lên giường à? Tôi đi vệ sinh. Chắc là anh ta vào bên trong thay áo rồi. Hay là bây giờ mình lén nhìn trộm nhỉ? Cô làm cái gì đấy? Cô rình mò cái gì trong nhà tôi đấy? Tôi rình chuột. Vốn dĩ là tôi định ngồi làm việc yên ổn ở đây rồi, nhưng mà đang chuẩn bị ngồi thì tự nhiên có một con chuột nó nhảy qua, thế là tôi phải rình nó, mà nó vừa nó nhảy vào phòng này. Nhà này có chuột cho cô rình à? Tôi thấy cô lạ lắm đấy nhá. Chết rồi. Làm như thế thì biến thái lắm ấy. Thôi, không được gì. Không được gì. Ôi trời đất ơi. Thế sao chẳng có chụp tấm nào lộ ngực hết vậy? Đàn ông con trai gì mà còn hơn cả khuê nữ. Ăn mặc tấm nào cũng kín cổng cao tường. Ôi, đến một tấm hình lúc nhỏ cũng không có. Rồi em bị làm sao vậy? Ai...
anh ta đang đi ra ngoài nhỉ? Chắc chắn là trong album ảnh của anh ta, thảo nào cũng có vài tấm ảnh đó. Có khi nào anh ta để những bức ảnh ở trong này không ta? Cô sao làm thế? Cô vẫn chưa từ bỏ ý định bê tôi lên giường à? Nào, em đừng có lắc nữa, chóng mặt quá. Em thích mà, anh làm trông đẹp thật đấy. Chiếc châm này rõ ràng là tôi mua, nhưng cô lại bảo là tôi làm. Và còn nữa, đấy mới chỉ là điều thắc mắc thứ nhất thôi. Còn điều thắc mắc thứ hai của tôi ấy là trong giấc mơ tôi gặp một người con gái, đó lại là cô. Thế có nghĩa là cái chiếc châm này anh đã mua từ lâu rồi à? Ừ. Nhưng mà anh bảo với tôi là anh không hề có hứng thú với châm, nhưng mà tự nhiên nhìn thấy chiếc châm này, trong lòng của anh lại thôi thúc muốn mua nó, mặc dù giá của cái chiếc châm này không hề nhỏ một tí nào. Thì cô không thấy là những thứ mà dẫn đến việc tôi mua chiếc châm này nó kỳ lạ hay sao? Có chứ. Mà còn nữa, cô biết gì về chiếc châm này mà tại sao cứ mỗi lần nhìn thấy nó là cô lại khóc như mưa, mà lại còn... Khốn kiếp! Cô không ăn được, bây giờ định đập đổ hả Tú Linh? Cả cái mạng xã hội này bị cô dắt mũi rồi! Cô hả hê chưa? Nam à, ông sao rồi? Tôi sẽ lập hồ sơ khởi kiện cô ta ngay lập tức! Đến nước này rồi, ông còn nghĩ đến tình nghĩa gì nữa? Được rồi, tôi sẽ đến ngay đây. Biết rồi. Ôi dồi ôi, thánh thần mười phương tám hướng ơi, xuống đây mà xem này, tại sao tôi lại ông gả cho cái người này cơ chứ? Thôi, anh biết anh sai rồi, anh sẽ không bao giờ uống rượu nữa, từ giờ trở đi anh sẽ bỏ. Em tha cho anh lần này cũng như lần cuối nhá. Em có trách anh chuyện đấy đâu. Thế chả lẽ anh lên giường người khác mà em cũng không nổi điên à? Anh cứ thử cố tình làm xem, chết với em.
trả qua ấy là em biết thừa cái ý đồ của ả trợ lý kia, cho nên là mình bỏ qua cho anh đấy. Mà hai người ý đều hồ đồ như nhau, cho nên là mới bị cô ta qua mặt đấy. Ý đồ của Tú Linh á? Ờ, cũng đúng á. Vì Nam muốn thay đổi trợ lý, cho nên cô ta ấy muốn ông ta dính vải cái nhớp này để ra điều kiện dễ bề thâu tóm mà. Ý đồ của cô ta ấy nó không bé tí như thế đâu anh ạ. Cô ta ấy là muốn làm luôn phu nhân của anh ấy để dễ bề thâu tóm, cũng như là khai thác cái nguồn tài nguyên vô hạn là bạn anh ấy. Mà này, tại sao anh làm luật sư cho diễn viên Vi Nam mà lại không nói cho em biết? Kìa, em quan tâm khách hàng anh làm gì? Thì anh làm luật sư cho anh ta thì đã bao giờ nghe thấy cái tên Lan Anh chưa? Nhắc đến như cơm bữa. Đấy, đấy chính là con bạn kinh khủng mà em nói với anh ấy. Mà tại chúng ta giấu giếm chuyện này cho nên là tính ra cái tai họa của Vi Nam ấy có một phần lỗi của em đấy. Tại sao? Chuyện dài dòng lắm, kể sau đi. Mà bây giờ ấy, anh mau đi tìm bạn anh mà thú tội đi, thì còn tìm cách ứng phó nữa chứ. Bây giờ ấy, anh không biết phải nói với nó như nào, hay là em đi cổ vũ tinh thần cho anh đi nhá. Sao cái lúc vui vẻ thì không gọi em đến xem đi? Bây giờ ấy phải thu dọn chiến trường rồi mới nhờ vả đến người ta. Kìa, thôi mà bà xã đại nhân giúp anh nốt lần này đi. Người ta bảo là tiễn Phật thì phải tiễn đi Tây Thiên, giúp người thì phải rượu giúp cho chót chứ. Đi nào thì đi nào. Này, chuyện chưa đâu vào đâu thế mà anh lộ diện công khai như vậy à? Tôi có ăn cướp đâu mà phải trốn, đối diện cũng tốt thôi. Cô thử nhìn xem, cái trò cộng đồng dậy sóng ấy chỉ là chiêu trò dắt mũi dư luận, truyền thông bẩn mà thôi. Vì truyền thông bẩn cho nên cho dù anh có trong sạch thì cũng bị bấy vào. Tốt nhất bây giờ phải tìm đầy đủ bằng chứng để xác minh. Như cô đã phân tích rồi, rõ ràng ý đồ của cô ta là vu oan giá họa cho tôi. Nhưng mà vấn đề mấu chốt là không biết ai đã lên giường với cả Tú Linh. Một chuyện quan trọng thế này không bao giờ cô ta hô hoán bừa được. Nhưng mà bây giờ nếu như không có bằng chứng rõ ràng thì chúng ta không thể nào giải thích khơi khơi với dư luận để giải oan được. Nhưng mà rõ ràng là không có bằng chứng gì cả, tại sao cô lại tin rằng tôi không làm gì Tú Linh? Niềm tin nào mà cô lại tin tôi như thế? Tôi cũng chẳng biết nữa. Sau khi biết những sự việc vừa rồi thì tôi chẳng có cảm giác gì ghét bỏ anh, mà tôi chỉ cảm thấy đau lòng thôi. Tôi đang cảm thấy là chắc hẳn anh đã phải chịu uất ức gì đó. Ây, cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Đau lòng chắc cũng như cái đau lòng bỗng dưng xuất hiện vô cớ khi lần đầu tiên mình gặp cô ấy. Vừa đau nhưng lại vừa yêu chiều. Có lẽ giấc mơ của Lan Anh đúng là tiền kiếp của mình với cô ấy. Đúng là vậy đấy. Tình yêu khi xưa điên cuồng là thế, nhưng giờ cảm xúc này của mình là do tiền kiếp lưu lại hay phát sinh của hiện tại? Lan Anh có rung động trước mình như mình đối với cô ấy hay không? Bác Phi Nam, điện thoại. Này, hả? Điện thoại của anh kìa. Tôi mải suy nghĩ, không biết. Alo, tôi nghe. Vậy à? Được rồi, cứ ở đó, tôi đến ngay. Đi thôi, có chứng cứ rồi, đi. Nếu sự việc đúng như hai người nói thì phân tích của Lan Anh là hoàn toàn trùng khớp. Như vậy thì hung thủ đã lộ diện rồi thì cũng không khó để làm ra vấn đề. Ông làm ơn đừng có nhắc đến hai cái từ hung thủ trước mặt tôi có được không? Tôi vừa là nạn nhân, vừa là hình nhân thế mạng cho ông ấy. Ông có biết đấy là cái thảo dược tình yêu đấy vào trong người tôi khó chịu mức nào không ạ? Là khó chịu hay là dễ chịu? Thôi đi. Cái nhân chứng sống ở đây, sống cùng phòng với Tú Linh là tôi đây này. Bây giờ làm thế nào để tìm ra được bằng chứng chứng minh cái điện thoại bàn nó không reo thì mới có thể quật ngã được lời nói dối của cô ta. Mà tiếc thay, cái ngày hôm đó
tôi lại đến phòng của một người bạn, cho nên không thể lập chứng được. Này, đừng có mà quên cái chuyện cô ta tung lên mạng ý, là vấn đề giới tính của anh ý, chứ không phải là chuyện cô ta bị cưỡng bức. Sao cứ xoáy vào nó làm gì nhỉ? Này, thế có biết thế nào là làm rõ nguồn cơn không? Các người thử nghĩ xem cái tít này thế nào nhá. Cô trợ lý không tung tin được tội cưỡng bức, liền tung tin vịt để triệt hạ danh tiếng của diễn viên nổi tiếng. Lan Anh, được, mày lợi hại đấy. Cậu biết phải làm gì rồi chứ? Được, tôi sẽ khởi kiện cô ta. Nhưng mà trước tiên ấy, tôi cần phải thu thập đầy đủ bằng chứng đã. Có nhân chứng thì cứ để tôi. Cái miệng xí xa thì sớ này ấy, phải tự chữa lành. Này, lần đầu tiên tao thấy mày nhiệt tình không công như thế đấy. Xin hỏi đằng ấy có phải là... Cầm mồm. Thế thì xin hỏi, đêm ở vườn hoa khách sạn hôm ấy, có phải là lần đầu tiên đằng ấy rung động không? Cầm mồm. Vậy thì lại xin hỏi, có phải là giọt nước mắt trong mơ đấy đã khiến đằng ấy nhiệt tình với cả người xưa? Người xưa? Ý cô là tên thái giám giả mạo tên là Nam Tranh à? Uầy, thế hóa ra là hai người đã cùng tìm về cội nguồn với nhau rồi đấy à? Chúc mừng nhá. Ta tu. Vợ ai rồi đấy giữ? Ui. Hai người thật là... Lan Anh. Lan Anh, anh nghĩ chúng ta cần làm rõ vấn đề này. Giữa chúng ta còn có vấn đề gì mà cần phải làm rõ? Anh muốn biết rằng cảm giác của em có giống như của anh hay không? Biết để làm gì? Biết làm gì thì để sau đi. Chí ít ra chúng ta cũng nói rõ ràng được cảm xúc của chúng ta lúc này. Phải làm rõ để không có cảm giác lững lờ, rất khó chịu. Được rồi, anh nói đi. Lần đầu anh gặp em, anh có một cảm giác nửa đau đớn, nửa yêu chiều em. Em có chứ? Có. Cảm giác đó rõ ràng nhất, đó là vào một đêm ở trong vườn hoa khách sạn. Cái đêm hôm đó cả hai chúng ta đều say. Lan Anh, anh sai rồi. Mặc dù biết rõ cảm xúc của mình lúc ấy nhưng vẫn chối bỏ. Anh cứ nghĩ rằng mình không có nghĩa vụ phải thực hiện nguyện vọng của người xưa, một khi nó không phải là cảm xúc của mình hiện tại. Nhưng đó chỉ là cảm xúc của lý trí. Còn mối lương duyên kia lại lặng lẽ trôi theo tự nhiên. Đã là duyên định tiền kiếp thì làm gì có sự phân định rạch ròi giữa cảm xúc của người xưa hay là cảm xúc của người nay. Quá khứ và hiện tại là không thể nào chối bỏ, là không thể nào phân định như thế. Chúng ta chỉ có thể nối tiếp vòng tuần hoàn của nó mà thôi. Thế nên chúng ta mới gặp lại nhau. Đúng như câu nói, kẻ có tình thì không lạc mất nhau, có phải không? Phải không? Phải không? Phải. Nếu biết không phải là ép em thực hiện lời ước của người xưa thì anh đã nói ra từ lâu rồi, không phải giày vò đến bây giờ. Cái gì cũng cần phải có thời gian để trổ bông chứ. Nếu như bây giờ em đồng ý lời tỏ tình của anh
vào đúng lúc em phát hiện ra giới tính hay là nghi ngờ giới tính của anh thì hoàn cảnh sẽ như thế nào nhỉ? Em còn dám nhắc lại chuyện đấy hay sao? Uầy, chỗ này đẹp nhờ. Anh Nam tìm chỗ này hợp đi tích kích thật đấy. Sao em không khen anh? Rồi thì bây giờ khen anh của em là số 1. Không cần phải ra tòa, chỉ cần ngồi một chỗ nói là cô ta đã sợ xanh mặt, xong rồi phải công khai xin lỗi anh Nam rồi. Chuyện em đã thấy cái miệng của anh lợi hại chưa? Nhưng mà cái miệng đấy chỉ được dùng để đối phó với thiên hạ thôi, hiểu chưa? Còn hơn cả hiểu nữa cơ. Ôi Vi Nam ơi, kỳ diệu thật đấy. Sao? Thì cái khung cảnh này là khung cảnh mà em thấy trong mơ, nơi mà thái giám Nam Tranh với công chúa Anh Trân cùng nhau dạo chơi đây này. Hóa ra là cảnh cũ người xưa đang tái hiện lại đây mà. Này, mày đắc tội với tao hơi nhiều đấy nhá. Tao vẫn còn ghim câu nói của mày đấy. Mày vừa bảo người yêu của tao là gì cơ? Thì tao thuận miệng nói thôi, có ý gì đâu. Nhưng mà tao có làm gì đâu mà mày ghim tao. Rõ ràng là có người yêu rồi mà ngay từ đầu lại còn giấu. Nếu như mày không giấu ấy thì tao đã không hiểu lầm giới tính của hai ông này. Đã không xảy ra sự việc vừa rồi nhá. Ôi, tất cả chỉ là sắp đặt thôi. Hai người chuẩn bị bày biện mọi thứ đi nhá. Đi theo anh. Để anh chạy tóc rồi buộc tóc cho em nhá. Lan Anh này, anh nghĩ rằng em đừng trách Tha Thu nữa. Bởi vì có những sự hiểu lầm cũng mang lại giá trị. Đôi khi phải có hiểu lầm thì mới có sự tìm hiểu. Rồi có sự tìm hiểu thì sẽ có được những cái kết nối. Có được những kết nối thì anh và em mới gặp được nhau. Thế ý của anh bây giờ, anh muốn bảo em đón nhận tất cả mọi việc, kể cả việc xấu hay là việc tốt à? Nói chung là mình phải nhìn bằng ánh mắt lạc quan và hành động tích cực. Thì như thế chẳng sợ gì là không có được một cuộc sống bình an nữa. Em hiểu rồi. Mà xong chưa? Anh xong rồi. Em thử chạy ra chỗ kia đi. Đấy, ra hồ soi xem. Xem là anh có khéo tay hay không.